Audio MA1300 anh em nhé. Với công suất đạt chuẩn lên tới 1300W trên một kênh ở cái chế độ 8 ohm. Và với cái chế độ 4 ohm thì nó lên tới gần 2000W. Thì với những cái công suất như thế này, anh em có thể chơi những cặp full đôi, có thể chơi những quả súp ghép trên những cái cục đẩy này rất là ok. Và với công suất chất âm thì đánh ra tiếng sẽ rất là hay nhá. Bên trong đây đó là một cái nội thất của dòng cục đẩy Martin MA1300 mà bên em đã tháo ruột mở nội thất để cho anh em và các bác cùng tham khảo. Với cái cục đẩy này thì như anh em cũng có thể nhìn thấy mặt đằng trước của nó đây. Do sử dụng cục đẩy công suất lớn nên size của nó sẽ là size 3U em nhé. Size 3U và cân nặng cả thùng hộp thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 43 đến 44 kg. Đó là cả thùng anh em nhé. Cả thùng sẽ là 43-44 kg. Rất là nặng đúng không ạ? Còn máy không nữa sẽ rơi tầm khoảng 39-40 kg. Và với những hàng công suất anh em đi sự kiện, anh em chơi karaoke kinh doanh hoặc anh em chơi những cái show mini nhỏ cần sự ổn định cao, cần với lại cái chất âm, chất lượng của nó phải được tốt, bền bỉ thì anh em không nên bỏ qua những mẫu cục đẩy MA1300 này. Như anh em cũng có thể biết rồi, bên em cũng đã có những cái công trình lắp đặt thực tế những chiếc cục đẩy này đi sự kiện. Có những bác sử dụng đến 2 chiếc súp ghép 50 và những cặp la ray bát 30 thì đều sử dụng đó là một cục đẩy MA1300 thôi. Hai kênh đánh la ray 30, hai kênh còn lại mỗi kênh đánh một quả súp 50. Anh em có thể đánh trong phòng hoặc là anh em có thể đánh với sự kiện đám cưới tầm khoảng 300 đến 400 khách rồi. Một cục đẩy này thôi, anh em có thể phối ghép với lại một micro, một vang số, một mixer hoặc là một crossover nữa là anh em có thể đi chinh chiến sự kiện quá là ổn áp rồi đúng không ạ? Cái quan trọng là cái dàn máy của anh em nó vẫn nhỏ. Rất nhiều anh em sử dụng lên tới hai cục đẩy size 2U hoặc là size 3U. Nó cũng rất là cồng kềnh đúng không ạ? Hai cục đẩy hai kênh. Thì thay vào việc đó thì anh em sử dụng đấy một cục đẩy 4 kênh này thôi. Gói gọn trong một cục đẩy này để cho ra được một cái tủ máy nó được đẹp nhất, nó được hay nhất và nó được xịn sò nhất anh em nhé. Với những sự kiện lớn anh em cũng có thể chơi với lại toàn bộ la ray trên một cục đẩy MA1300 này. 1300W thì nó không ngán bất kỳ một loại full đôi nào trên thị trường hiện tại anh em nhé. Full đôi 40 trên thị trường hiện tại chưa có một cặp nào có thể làm khó được với cái công suất của cục đẩy này. Và với cái chất âm thì anh em cũng đã thể nghe thấy tiếng rất là sáng, sạch sẽ và chi tiết đúng không ạ? Do sử dụng mạch Grand H kết hợp với đại sò NJWK. NJWK này thì sử dụng lên tới 80 con và có cả bù áp anh em nhé. Tổng sử dụng 80 con sò NJWK và có cả bù áp trong này. Mỗi kênh sẽ sử dụng 2 con MOSFET bù áp, đó là những cái con thân to này. Những con thân to này là những con 50N20 anh em nhé. Những con MOSFET thân to cho ra được cái chất âm và cái công suất của nó đủ cho anh em chơi với 1300W trên một kênh. Linh kiện thì hoàn toàn sử dụng các linh kiện chân cắm anh em nhé. Đây, hoàn toàn sử dụng linh kiện chân cắm hoàn toàn. Đấy, hoàn toàn sử dụng linh kiện chân cắm, cực kỳ xịn sò đúng không ạ? Và với dòng này chạy thì cũng rất là mát máy, do sử dụng lên tới 4 quạt gió nằm ở 4 góc. Và với 4 quạt gió này nó có thể thổi cực kỳ là nhanh, tản nhiệt cực kỳ là nhanh cho máy. Và cái điều đặc biệt đó là quạt gió của nó cực kỳ là êm. Nó khác hẳn so với những dòng cục đẩy công suất khác sử dụng 4 quạt gió cũng là size 3U này. 4 quạt gió cùng size 3U thì con này nó cực kỳ là êm luôn. Nó có thể êm ngang với các dòng cục đẩy công suất 2U cũng 4 quạt gió anh em nhé. Nó có thể êm đến mức như vậy thì anh em có thể biết được là cái tốc độ quạt quay của nó thì cực kỳ là tốt và cái ổn định của nó cực kỳ là cao luôn. Cái thanh tản nhiệt này của nó thì sử dụng thanh nhôm, nó rất là dày. Đây, anh em thì nhìn thấy những thanh nhôm này dày, tản nhiệt rất là tốt và những hàng mới thì không thể thiếu được những cái keo tản nhiệt ở đây. Keo tản nhiệt để làm cho máy nó sẽ được mát hơn, sò này tản nhiệt tốt hơn anh em nhé. Nhiều anh em hay để ý thấy ấy, là nếu như anh em mà đánh bị thiếu áp, sụt áp hay là tiếng nó bị méo đi đấy thì một phần nguyên nhân cũng là do cái con sò này nó nóng quá. Nó nóng quá, nó tản nhiệt không kịp làm cho tốc độ của quạt quay phải mắc lên là nó sẽ không thể tản nhiệt hết được. Thì cái
chất lượng và cái hao hụt công suất nó sẽ xảy ra, và khi đó cái chất âm của cục đẩy này nó sẽ không còn được giữ với cái tình trạng tốt như ban đầu anh em sử dụng. Nên là nhiều anh em thì hay sử dụng ấy, chỉ đánh được tầm khoảng 30-45 phút thôi là tiếng nó còn ngon. Còn ngoài thời gian đó ra anh em đánh lâu dài hơn thì tiếng sẽ bị méo tiếng, nó không được tròn, không được chắc nữa. Thì một số nguyên nhân nó cũng do như vậy anh em nhé. Nên tại sao bây giờ anh em hầu như sử dụng ra các dòng cục đẩy công suất hàng mới rất nhiều? Bởi vì anh em được cái chế độ bảo hành cao. Hàng mới anh em không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán đã thay tụ, thay sò, rồi biến áp như thế nào anh em nhé. Dòng này thì cam kết với tất cả anh em sử dụng biến áp xuyến và dây đồng này. Đấy, biến áp xuyến dây đồng 32 con tụ lọc nguồn. Và những cái dây dẫn của nó thì dây này là dây rất to anh em nhé. Bởi vì hàng công suất lớn thì cần phải chịu tải tốt. Cái dây nguồn của nó nữa này cũng rất là to ở đây. Đấy, dây nguồn nó cũng rất là đại bự rồi. Riêng cái dây không rồi anh nhé, dây này không nó đã rất là to và rất là lặng rồi. Đấy. Thì với giá cục đẩy này hiện tại nó là 10.800.000 đồng. Giá trên là chưa gồm phí ship. Ship đã sơ rơi vào tầm khoảng 300.000 đến 400.000 anh em nhé. Rơi vào dao động tầm khoảng đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để xem các video mới nhất bên em. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ. Martin Audio MA 1003 anh em nhé.